sáng tao đâu có chạy ra đây đâu, tao đem ăn khiếu ra ông Phúc tao dợt. Thế mày gọi là tao chạy vào luôn, giờ tao xách nó về luôn tao nuôi. Phải là thấy nó nhầm dợt rồi chọc anh á. Kêu anh ra. Không tao về nhà tao thì nó mới có cào cào một chút mà. Tao treo nó ở trên xưởng ấy, nó mới dạy. Bác ơi, nhiều đầy dọa quá, nó đẩy lông đấy, cho ăn nhiều quá nó đẩy cái lông mình ra. Con này á, con nhiều này chóng mồm của nó con này ngọc chứ bằng. Có nhiều nó có to dài đâu, con này nó đứng thẳng, nó cúp xê. Thịt mẹ nó nuôi lồng chuột, ông ấy cho mình là ngày thứ năm. Nuôi ngày thứ sáu, sáng thứ bảy đem ra nó đấu với con hành dương, thịt mẹ nó trẻ, bè, trẻ, đét, nhờ. Đấu một lúc thì mẹ nó phát hiện. Ô chà, ô chà, ô chà, đấy, một chét đấy, đấy, thấy chưa, thấy chưa. Nhậm lúa. Ô chà, đồ mà cái đính chi mà to dự tờn. Tiếng quản trị đấy. Bố về bố căng dây mày. Tháo đáy lồng nha, không bao giờ xuống đáy lồng được. Đúng, chính xác. Nó xuống nó đi luôn. Tiếc chẳng các bác. Hôm nay tại vì tao chờ đợi cái con Huế của tao nó hơi lâu, con đấy mà ra. Con đấy của bác nó còn phún phấn đầy. Hôm đó nó em đưa động lực về cho bác là còn đầy phấn. Con đấy mà nó ống mèo còn. Địt mẹ con đấy nó căng lên nóng bé bà. Thì con Huế mà của con Thanh nó cầm của em đấy. Hai bé mười mấy nó đưa ra chim bội nhá, nhóm còn cái miếng bằng thành bé mười mấy củ á, còn đây không có miếng bằng mấy củ mà tại vì ăn giả đấy, nó dí cái nhà nửa đường bánh luôn á. Con này cũng nuôi rồi chưa chân bóng tim biết rồi, nhưng mà con này cũng nuôi lồng rồi, cũng có nuôi lồng tại vì mặt nó bị chảy rồi, chảy nó tống lông quá. Con này là đời lồng năng khít đây. Màu thì đẹp lắm, màu mà.